Forest đối mặt với Trương Đình Hoàng vào ngày mai để chốt lịch thi đấu. Phóng viên liên lạc với cựu vô địch boxing SEA Games Trương Đình Hoàng, võ sĩ này tiết lộ vào ngày thứ Năm 14 tháng 6 tới đây, phía Đình Hoàng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh để gặp đại diện bên phía Forest. Như vậy trận đấu giữa Đình Hoàng và Pierre Forest đang ở rất gần. Phát biểu mới nhất trên Facebook cá nhân, Forest cho biết ông sẽ không tái đấu với võ sư Đoàn Bảo Châu, không vấn vương gì với Tấn Hoạc và sẽ là trận đấu cuối cùng với võ sĩ Trương Đình Hoàng. Pierre Forest, môn sinh vái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada, lại có động thái mới được người hâm mộ chú ý. Trên Facebook cá nhân, Forest đã có những lời nhắn nhủ tới võ sư Đoàn Bảo Châu. Trước đó, võ sư Karate từng thua Forest vào năm 2017 tại Hà Nội, có ý định tái đấu đối thủ Canada, nên Forest đã đăng đàn để trả lời về việc này. Như để giữ mối hòa khí, không làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, Forest gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ không đấu với ông Bảo Châu. Tôi muốn gửi đến võ sư lời tạ lỗi, bởi vì tôi cảm thấy có phần trách nhiệm đã đem đến cho võ sư Bao Thị Phi tai ác sau cuộc giao lưu võ thuật của chúng ta. Hơn nữa trong giao đấu, tôi đã thiếu kiềm chế trong hành vi, đưa đến cú đá không đẹp vào phút cuối, vì vậy tôi xin nghiêng mình tạ lỗi. Và cuối cùng tôi không thể chấp nhận lời yêu cầu tái đấu chính đáng của võ sư, bởi vì tôi không muốn phá hủy tình bạn cao quý của chúng ta qua duyên kỳ ngộ, bằng hữu thân mến. Khép lại chuyện về võ sư Đoàn Bảo Châu, Pierre Forest lại nói về Tuấn Hạc và trận đấu cuối cùng của ông với nhà vô địch boxing SEA Games Trương Đình Hoàng. Trước đó hai người hẹn nhau sẽ giao đấu vào tháng 6 và hiện trận đấu này đã đến hạn. Sau trận đấu danh dự và cuối cùng với nhà vô địch Trương Đình Hoàng, tôi sẽ lui về phía sau để dồn hết tâm trí và nỗ lực cho sự tập luyện mà bản thân và truyền bá sở học của thầy tôi. Và cũng tại đây, tôi xin trả lời anh Tuấn Hạc là hiện nay anh đã thuộc về quá khứ và tôi đang hướng đến tương lai, đến những gì cao đẹp hơn và xứng tầm hơn. Mong anh thông cảm nhé. Forest viết. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tuấn Hạc sẵn sàng hạ gục Forest nếu nhận được lời thách đấu. Võ sư Tuấn Hạc tỏ ra rất cương quyết khi nói về kịch bản tái đấu với chuẩn võ sư Forest. Sau những màn khẩu chiến nảy lửa thì chuẩn võ sư Forest đã không thể tỉ thí với Cung Lê do võ sĩ gốc Việt đã chính thức từ chối. Thế nhưng Forest vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm của làng võ Việt bởi chỉ còn ít ngày nữa anh sẽ trở về Việt Nam để giao đấu với võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng. Giống như nhiều người hâm mộ võ thuật Việt Nam, võ sư Tuấn Hạc, tên thật là Phạm Anh Tuấn, cũng tỏ ra khá quan tâm tới màn so găng sắp tới của Forest. Khi nhận định về trận đấu này, võ sư Tuấn Hạc cho rằng đại diện đến từ Canada sẽ là người phải bại trận. Bản thân tôi vẫn chưa rõ là Forest và Trương Đình Hoàng có thi đấu với nhau theo hình thức nào. Nếu họ cùng đeo găng vào đấu thì chưa đánh chúng ta cũng có thể nắm chắc kết quả. Tất nhiên việc họ đấu theo hình thức nào là yếu tố quan trọng, nhưng tôi vẫn nghiêng về Trương Đình Hoàng. Tôi nghĩ Đình Hoàng là võ sĩ chuyên nghiệp đã từng có nhiều danh hiệu, còn Forest thì không. Tất nhiên trong mỗi trận đấu võ thuật thì sẽ có người lợi thế nhiều, người lợi thế ít. Ai cũng có cơ hội, dù ít dù nhiều, nhưng tôi vẫn đánh giá Đình Hoàng hơn. Dù sao tôi cũng chỉ hy vọng khi hai người họ sẽ giao đấu với nhau thì cả hai đều vui vẻ. Còn chuyện giao đấu như thế nào thì theo tôi không có người thắng kẻ thua. Liên quan tới những tranh cãi giữa Forest và Cung Lê trong suốt thời gian vừa qua, võ sư Tuấn Hạc cho rằng quan điểm của bên Forest và Cung Lê khi họ tranh cãi suốt thời gian qua thì tôi không phải là người trong cuộc nên tôi sẽ không tham gia. Khi nào cách hành xử của họ ảnh hưởng tới màu cờ sắc áo hoặc gây ảnh hưởng tới tôi thì tôi sẽ có ý kiến. Nhắc tới chuyện cách đây ít ngày, Cung Lê đã lấy lại clip trận đấu giữa Forest và Tuấn Hạc từ năm 2009 để chê bai trình độ của chuẩn võ sư Canada. Vị võ sư người Hà Nội cũng đưa ra đánh giá khá khách quan. Tôi nghĩ trình độ của Forest ở thời điểm bây giờ so với 9 năm trước sẽ có sự khác biệt không ít. Ngay điều đơn giản như trọng lượng thì Forest cũng lớn hơn trước khá nhiều, cách tập luyện của anh ta cũng khác trước. Bây giờ Forest đã tập luyện đa dạng hơn, trước thì anh ta chỉ đơn thuần tập luyện Vịnh Xuân Nam Anh là chủ yếu, nhưng bây giờ thì anh ta nghiên cứu thêm nhiều bộ môn nữa. Ngược lại thì Forest cũng già hơn, sau 9 năm, có thể anh ta khôn hơn, kinh nghiệm nhiều hơn,
nhưng thật khó có chuyện anh ta khỏe hơn trước được. Thế nên tôi nghĩ việc Cung Lê so sánh về trình độ với Forrest là không sai đâu. Cung Lê là võ sĩ đẳng cấp thế giới cơ mà. Nhiều người cứ nói Cung Lê ngạo mạn, nhưng tôi cho rằng anh ấy không ngạo mạn chút nào cả. Đặc biệt khi hỏi về khả năng tái đấu với Forrest, giống như điều mà đại diện phía Vịnh Xuân Nam Anh từng nhắc tới, võ sư Tuấn Hạc đã bày tỏ quan điểm rất cương quyết. Với mỗi người tập võ, việc được giao lưu với người khác chính là một niềm vui. Bất kỳ ai tập luyện võ thuật nghiêm túc đều mong muốn điều đó. Thế nhưng nếu Forrest mời tôi tái đấu thì ít nhất Forrest cũng phải cho tôi một lý do chính đáng. Tôi chỉ cần một lý do thôi, không cần nhiều, để Forrest thuyết phục được tôi phải đấu với anh ta. Có thể anh ta không phục trận thua trước đó, nhưng đó không phải là lý do chính đáng. Còn nhiều người cứ nói giao đấu để học hỏi, nhưng đó là chuyện của người ta, tôi không có nhu cầu đó. Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, tôi cần Forrest đưa ra chỉ một lý do thôi, để tôi phải động chân động tay. Bởi tôi cho rằng mình không có lý do gì để đấu với Forrest nữa. Vì danh dự ư, tất nhiên là không, vì tiền ư, lại càng không. Hoặc giả là tôi sẽ tái đấu trong hoàn cảnh cũng giống như lần trước, khi Forrest đứng ra thách đấu cả làng võ chẳng hạn. Tôi không biết mình giỏi hơn hay kém hơn, nhưng tôi khẳng định rằng tôi và Forrest không thể giống nhau. Võ sư Tuấn Hạc cũng chia sẻ thêm, bây giờ tôi cũng chẳng thích lùm xùm trước dư luận làm gì, niềm vui của tôi chỉ là dạy võ. Thú thật tôi cũng chẳng có nghề gì, nên nếu không gắn bó với võ thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Với những tuyên bố mới nhất từ phía nhóm của Cung Lê, gần như chắc chắn kịch bản về màn tỉ thí giữa võ sĩ gốc Việt với chuẩn võ sư Fred đã chính thức có lời giải. Cách đây ít giờ, Cung Lê đã lên mạng xã hội để chia sẻ bài viết trên website Modern Day Wario TV. Nội dung trong bài viết này được thực hiện bởi chính Cung Lê và nhóm truyền thông xã hội của mình. Trong suốt năm qua, Pierre-François Fred đã có những tuyên bố lố bịch trong giới truyền thông. Nhưng gần đây, những ảo tưởng của anh ta đã đạt đến một tầm cao mới. Forrest tự dưng là một võ sĩ đã đưa ra những lời thách thức cho nhà cựu vô địch thế giới Cung Lê. Ban đầu Cung Lê đã đưa ra một số phản hồi thông qua báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, nếu một võ sĩ chuyên nghiệp từng vô địch thế giới chiến đấu với một kẻ tập võ vô danh thì đó là một điều thực sự lố bịch. Có phi lý không khi một người yêu cầu đối đầu với Mike Tyson hay Stipe Miocic? Câu trả lời cho 90% dân số trên thế giới sẽ gọi điều đó là ảo tưởng. Tuy nhiên Forrest lại muốn thách đấu Cung Lê, người sở hữu sức mạnh như vũ bão. Có lẽ chỉ 10% số người được hỏi sẽ ủng hộ Forrest chiến đấu với một đối thủ đáng sợ như vậy. Tôi đoán 10% đó bao gồm những võ sĩ dởm hoặc những người có vấn đề về thần kinh, hoặc là họ bị mắc bệnh ảo tưởng. Tôi không tìm ra bằng chứng để chứng minh Forrest là một võ sĩ có đẳng cấp thế giới. Sau khi xem trong trận đấu của Forrest với Tuấn Hạc năm 2009, có lẽ Cung Lê không cần thiết phải gây đau đớn cho một kẻ yếu đuối như vậy. Sẽ không có nhiều người ủng hộ một võ sĩ chuyên nghiệp chút những cú đấm lên những tay đấm hạng xoàng, vốn yếu về kỹ năng lẫn kinh nghiệm. Sau khi nhận ra sự chênh lệch quá lớn về trình độ, có lẽ cuộc chiến này không nên diễn ra. Không có lý do gì để Fred bị thương nặng nề và không có lý do gì để một tên tuổi võ sĩ đáng kính trọng như Cung Lê chiến đấu với Fred giống như một kẻ hèn nhát trên đường phố. Forrest đưa ra lời thách thức đánh theo luật không găng, không bảo hộ, không quy tắc. Điều này đồng nghĩa với việc chắc chắn Forrest sẽ phải kết thúc trận đấu với sự can thiệp của các bác sĩ. Và điều đó chỉ khiến Cung Lê trở nên giống một kẻ côn đồ trên đường phố. Nếu Forrest muốn có vinh dự được so găng với một cựu vô địch thế giới, anh ta cần được đảm bảo về sức khỏe và thần kinh. Chúng tôi muốn giới thiệu để Forrest được đấu ở Bellator, nhưng sẽ chẳng ai cho phép điều nực cười đó xảy ra. Nhóm Cung Lê phản hồi. Sau khi nhìn rõ tất cả những điều lố bịch tồn tại xung quanh cuộc tranh cãi này, tôi đã liên hệ trực tiếp với Cung Lê. Tôi nói lên những lo ngại của mình và tôi rất ngạc nhiên khi thấy Cung Lê và vợ anh ấy, Susan, cũng quan tâm tới sự quấy rối của Forrest trong suốt một năm qua. Cung Lê và Susan đã đưa ra tuyên bố. Susan và tôi đã có thời gian trao đổi với nhau về những thông tin nóng bỏng trên các phương tiện truyền thông. Rõ ràng Forrest cần phải kiểm tra lại vấn đề thần kinh. Trong khi tôi đã tham gia một dự án phim,
Vì thế tôi cần truyền đạt một thông điệp rõ ràng rằng sẽ không có chuyện Forrest có thể chiến đấu với một võ sĩ chuyên nghiệp như tôi. Nếu tôi chấp nhận đấu với Forrest, đó là điều vô trách nhiệm và phi đạo đức, bởi tôi không thể chiến đấu với một đối thủ không cùng đẳng cấp với mình. Tôi hy vọng anh ta có thể nhận được sự giúp đỡ nếu anh ta cần. Như vậy có thể thấy Cung Lê đã không chấp nhận yêu cầu tỉ thí của Forrest với lý do chính là Forrest không cùng đẳng cấp với võ sĩ gốc Việt. Nhiều khả năng tuyên bố này cũng chính thức đập tan hy vọng của những người hâm mộ về một màn tỉ thí có 1-0-2 giữa Forrest với Cung Lê. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.